Sự thật thì với tình hình hiện tại của Jujutsu Kaisen, dàn nhân vật chính đang sở hữu rất nhiều tuyến nhân vật chất lượng mạnh mẽ, có câu chuyện và mục đích rõ ràng. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà cứ mỗi lần xuất hiện, hiệu quả và tác dụng chủ chốt của những nhân vật này lại bị vứt bỏ một cách đáng tiếc. Ví dụ như Megumi, một boy lạnh lùng với sự phân biệt lý trí rất rõ ràng khi suy nghĩ cho đồng đội. Thế nhưng, đột ngột tạt một nước gáo lạnh vào mặt của Yuji chỉ vì tác giả Gege không muốn cậu và Yuta chiến thắng trước Vua Nguyền Hồn, hay cả Gojo Satoru, người dường như có thể giữ cho cán cân của cả hai bên cân bằng, thì nay lại quyết định bán sống bán chết, solo với phe đối diện để phó mặc kết quả cho số phận. Tất cả chỉ dựa vào kế hoạch nhiều lớp mà nhóm Yuji vạch ra, và mình nghĩ tới thời điểm này, ắt hẳn các bạn cũng sẽ nhận ra điểm bất thường trong kế hoạch này. Nó quá dài dòng và thiếu chắc chắn. Hơn nữa, mỗi kết cấu của kế hoạch này là một nhân vật và họ đều có một câu chuyện đặc trưng và thú vị. Ai cũng nắm giữ một vai trò riêng trong bộ truyện. Thế nhưng cuối cùng, trận chiến lại đi vào vòng lặp không hồi kết, không có lối thoát để phát triển hướng đi mới cho mỗi câu chuyện đặc trưng khác nhau. Vậy thì vấn đề hiện tại của Jujutsu Kaisen đã bắt nguồn như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tình trạng hiện tại xảy ra khi tác giả Gege lạm dụng việc xây dựng cao trào, sự hào hứng và phấn khích, rồi lại cắt cảnh và bắt đầu từ điểm xuất phát. Điều đó giống như việc bạn đang theo dõi một thứ gì đó chậm rãi, bắt đầu tăng tốc, rồi càng ngày càng nhanh cho đến ngay trước khi nó đạt tới đỉnh điểm, thì tác giả lại cắt cảnh và bắt đầu lại. Nếu áp dụng phương pháp này vào các trận chiến, xung đột hoặc đối đầu, thì nó có thể thực sự khiến cho người tham gia cảm thấy sốc tinh thần, bởi vì bạn đang rất háo hức để trải nghiệm một điều gì đó. Nhưng bây giờ, sự chú ý lại hoàn toàn tập trung vào một thứ khác mà bạn chưa quan tâm, hoặc thậm chí là không biết gì về nó cả. Bây giờ bạn phải cố gắng tập trung và hào hứng với thứ đó, chỉ để rồi sợ hãi rằng có khả năng tác giả lại nhảy sang một thứ khác, quay lại cảm giác ban đầu khiến cho sự hào hứng dần biến thành sự hụt hẫng. Ví dụ đơn giản nhất chính là việc chuyển cảnh giữa Yuji Itadori và Higuruma sang Kenjaku đấu với anh chàng diễn viên hài Takaba. Đây không phải là chi tiết tệ, bởi vì mình hiểu tại sao Gege lại làm như vậy. Trong những tình huống như thế này thì nó có ý nghĩa và được xử lý tuyệt vời, chỉ là vì chúng ta quá phấn khích hoặc quá tập trung để chứng kiến vào nhân vật yêu thích của mình tỏa sáng và phát triển, thì tác giả Gege lại hoàn toàn chuyển hướng sang một nơi khác và chôn cộng đồng fan. Chúng ta có cảm giác là bởi vì trước đó đã có tình huống tương tự với Yuji, khi thấy cậu ấy xuất hiện, Yuji đột nhiên có một năng lực hoàn toàn mới như cánh tay giống xích lần động dược vậy, và từ khoảnh khắc đó trở đi, chúng ta nghĩ rằng sắp được chứng kiến những thuật thức bá đạo chưa từng được thấy từ trước tới nay. Nhưng rồi chúng ta được chuyển sang Kenjaku, phải nói là thực sự thất vọng. Tuy nhiên, nếu trận chiến mà chuyển sang để có thể đạt được mức độ tương đối của sự mong đợi hoặc cương điệu trước đó, thì có lẽ nhịp truyện sẽ vẫn giữ được mức ổn định. Ví dụ như Gojo Satoru đối đầu với Ryomen Sukuna, chuyển sang Kashimo, Hagari, Higuruma và Yuji Itadori, tất cả đều diễn ra liên tiếp. Chuyển tiếp này tuy có một chút khác biệt nhưng vẫn rất hiệu quả. Chúng ta có thể nhảy từ Gojo và Sukuna sang Kashimo, thậm chí là đến một chút với Hagari, rồi đến tình huống của Yuji, vì tất cả chúng ta đều đang duy trì cảm hứng trên đà của trận chiến giữa Gojo và Sukuna. Sau đó ai cũng hy vọng rằng Sukuna phải thất thế trong khi hắn đang ở trạng thái suy yếu sau trận đấu với Gojo, rồi Kashimo bị tiêu diệt. Tuy nghe có vẻ tiêu cực với rất nhiều fan của Sukuna, nhưng đó là một cách tuyệt vời để nhanh chóng chuyển sang Hagari, vì thực sự mà nói thì anh senpai này chưa biết phải làm gì để chiến thắng Uraume cả. Sau đó thì Yuji và Higuruma lại bị nhảy sang Kenjaku. Các bạn có thể thấy sự phấn khích đó đang được xây dựng tốt như thế nào sau trận chiến giữa Gojo và Sukuna đúng không? Chỉ để rồi bị nhảy qua cảnh Kenjaku và bắt đầu lại mạch cảm xúc. Vậy, để giải thích những điều trên, thì liệu ý đồ tác giả Gege thực sự là gì? Trận chiến mà chúng ta được thấy giữa Kenjaku và anh chàng hài kịch Takaba rất khác biệt. Mình không nghĩ nó là kịch bản tệ hay được thiết kế kém, mà chỉ ngược lại, mình thực sự nghĩ nó là siêu sáng tạo và nghệ thuật. Cách tác giả thể hiện nó với lối đi diễn giải khác nhau về hài kịch mở ra sự đa dạng giữa khía cạnh khác của Kenjaku và danh hài Takaba, đẩy họ theo những hướng mà bạn sẽ không bao giờ ngờ tới. Tuy nhiên, xét về mặt bối cảnh và chủ đề thì chắc chắn nó rất là lạc lõng. Tuy nhiên, Gege biết điều này và có lẽ đó là lý do vì sao mỏ mấy thực hiện nó ngay từ đầu, bởi vì nó hoạt động như một khoảng trống cho phép người đọc thiết lập lại và điều chỉnh tâm lý bản thân với mọi thứ đang diễn ra. Bạn đã chứng kiến một loạt các chi tiết cực kỳ chấn động trước đó như việc Gojo chết và Yuji quay trở lại, thế nên đây là cơ hội để hít thở một chút, tìm hiểu một chút về Takaba, tìm hiểu về Kenjaku và cách mà hắn hoạt động và nhìn nhận thế giới. Sau đó, chúng ta quay trở lại với những thứ nghiêm túc. Những khoảng lặng để hít thở này rất quan trọng. Cốt truyện anime và manga cần chúng, nhưng không nhất thiết lúc nào chúng cũng nên xuất hiện. Hơn nữa, nhiều độc giả chỉ đơn giản là không thích nó, không hợp khẩu vị của mình.
Tuy nhiên, nó đồng thời cũng khiến cho họ hào hứng hơn cho những gì sắp đến. Vì cuối cùng, Yuta là người xuất hiện ngày cuối và tung ra một đòn chí mạng vào Kenjaku, chặt đầu hắn ta để kết thúc vấn đề. Nó xây dựng nên sự cao trào, sự mong đợi, nhưng ngay tại đây nó xảy ra một lần nữa. Gege tiếp tục cắt nó đi và quay lại với nội dung về linh hồn của Yuji để bắt đầu mạch cảm xúc từ đó. Liệu điều này có hợp lý với các bạn hay không? Chắc chắn phần lớn trong số các bạn sẽ cảm thấy giống như mình vì cái cách Gege xử lý kiểu động lực đó. Cá nhân mình có một vấn đề với bản thân vì mình đọc rất nhiều thứ, xem rất nhiều thứ, có nhiều loại hình giải trí khác nhau, dù là phim ảnh, chương trình truyền hình, anime, manga hay trò chơi điện tử, vân vân. Bất kỳ loại hình giải trí nào bạn xem và có trong danh sách của mình càng nhiều thì những thứ dễ đoán, lặp đi lặp lại sẽ bắt đầu bị xếp lại phía sau. Sau khi tác giả Gege lặp lại mô típ này, mình cảm thấy hơi lạc lõng với Jujutsu Kaisen, chỉ với kiểu động lực liên tục cắt bỏ chi tiết. Và ngay cả với những thứ gần đây mà mình mô tả về Kenjaku, chúng có lẽ còn chưa kết thúc. Thậm chí Gege rất có thể sẽ quay trở lại với nội dung về Yuji, nhưng liệu chúng có thực sự lôi cuốn nữa hay không thì rất khó để nói. Dù cho ai cũng thực sự tò mò về Yuji và ai cũng có thể quay lại Jujutsu Kaisen vào thời điểm phát hành giáp mới, nhưng mình chỉ muốn nói ra suy nghĩ của bản thân về mô típ hiện tại của bộ truyện. Đây là lý do vì sao mà mình cứ liên tục bỏ dở Jujutsu Kaisen. Nó không phải là câu chuyện duy nhất. Mình cũng từng phân tích một loạt các nội dung khác theo mối quan tâm cá nhân của mình. Tổng quan mục tiêu của Jujutsu Kaisen từ đầu bộ truyện tới nay, mình nghĩ Gege muốn vẽ kết cấu của bộ truyện của mình thành 4 phần. Thứ nhất là cho khán giả biết về thế giới chú thuật là gì, mục tiêu được thể hiện thông qua season 1. Thứ hai là thế giới chú thuật tàn khốc như thế nào. Đây có lẽ là chương thành công nhất của bộ truyện khi mà nó giải quyết khá nhiều vấn đề của Yuji cũng như là tạo ra một cú sốc vô cùng lớn, cho thấy thế giới sẽ như thế nào nếu không có vô hạ hạn và lục nhãn khi Gojo Satoru bị phong ấn. Thông qua season 2, trận địa Shibuya, chúng ta còn được giới thiệu đến nhiều tình tiết thú vị có liên kết chặt chẽ và dùng nó làm bàn đạp cho trận chiến với Sukuna sau này. Thứ ba là lý tưởng của những kẻ mạnh mẽ nhất như Gojo, Sukuna, Kashimo, Takaba, Yuki, Kenjaku và cả Yuta. Sang đến phần này thì ắt hẳn các bạn cũng cảm nhận được sự đi xuống trong cảm hứng xây dựng tình tiết của Gege, bởi vì lần lượt từng người đi lên trước Sukuna để giải thích mục đích này tạo ra một mô típ khá là nhàm chán. Thứ tư, cốt lõi của thế giới chú thuật đến từ đâu? Điều này có lẽ là một chuỗi câu chuyện liên quan đến quá khứ của Sukuna thời Hoàng Kim và liên quan đến Yuji nhân vật chính của chúng ta. Tuy nhiên đây chỉ là một mục tiêu mà mình thấy trước đó trong season 1, nhưng tới nay vẫn chưa được giải đáp, nên mình mong mục tiêu này sẽ được giải đáp sớm trong tương lai. Ngoài ra thì mình nghĩ những âm mưu bí mật tạo ra Yuji sẽ là một mảnh ghép quan trọng khi nói tới cội nguồn của Sukuna. Thêm nữa, cốt lõi của bản chất chú thuật chính là niềm tin và sự sợ hãi con người. Rất có thể sang giai đoạn 4 thì sau khi đã ngã ngũ trước Nguyên Vương và Yuji mới chính là ngọn lửa le lói cuối cùng với niềm tin được ông nội trao ở phần đầu phim, hãy cố gắng giúp đỡ thật nhiều người để rồi chết đi sẽ không phải chết một mình. Thứ năm, giai đoạn cuối cùng, cái kết của Jujutsu Kaisen sẽ được tiết lộ. Có lẽ đây là một cú hích đáng để mong chờ, như Yuji sẽ chết để cứu vãn Megumi hay cả thế giới chú thuật gì đó. Thế nhưng, mới qua được mùa 2 sau biến cố Shibuya, thì việc cho nhiều nhân vật ra đi có lẽ là điều đã khiến cho các fan khó hiểu và có phần bức xúc trước những thông tin buồn đó. Ví dụ như Nanami, thay hiệu trưởng Yaga và cả Nobara hay Todo nữa. Sang manga thì tưởng chừng như Gojo sẽ giành chiến thắng với Sukuna, nhưng cái kết còn thê thảm hơn. Gege vẫn cách viết truyện đầy đen tối của mình. Ông lại liên tục cho nhiều sự ra đi khác phải hạ màn khi đối đầu với Nguyên Vương và Kenjaku như Hajime, Takaba, Higuruma. Vậy thì dựa vào đâu mà mình đánh giá được kết cấu của bộ truyện? Theo bố cục trình bày truyện của tác giả, nếu như mùa 1 Gege cho chúng ta thấy được mục đích về trận chiến giữa Gojo và Sukuna sẽ xảy ra, thì sau đó vai trò của Yuji sẽ được tiết lộ thêm trong đoạn sau. Đồng thời, nhiều nhân vật mang cho mình nhiều mục đích khác nhau và dựa vào những ý đồ đó thì ta lần ra được mục tiêu được định cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, tất cả đều không thể thực hiện được. Ví dụ như Megumi muốn giải cứu chị gái, Kenjaku muốn đồng hóa giới chú thuật, Sukuna muốn hủy hoại loài người, Kashimo muốn đối đầu với kẻ mạnh nhất, Takaba muốn một show diễn thành công, Gojo muốn thỏa mãn một trận chiến, còn Yuji thì muốn cứu càng nhiều người càng tốt. Lý giải cho những điều trên thì bắt buộc Jujutsu Kaisen sẽ phải ra đi rất nhiều người và để lại cho Yuji hành động cái ý muốn đó của nhân vật chính. Khi việc Yuji muốn cứu nhưng lại không thành đã châm ngòi cho một sự phẫn nộ tột cùng trong nhân vật chính. Nếu để thấy thì dường như các nhân vật đều chinh phục được mong muốn của mình, nhưng nó lại chạy theo hướng tiêu cực là chủ yếu. Chỉ có mong muốn của Yuji là khái niệm không cụ thể, không rõ ràng và tồn tại ở dạng định nghĩa của sự cứu rỗi. Tóm cái váy lại, Yuji chính là chìa khóa cứu vãn cốt truyện tờ bạc này của Gege. Và việc Gege cho nhiều nhân vật ra đi chỉ là công cụ thúc đẩy sự phát triển của Yuji để đi đến cái ước vọng cứu người của cậu.
Đùa vậy thôi, nhưng có cách nào để sửa chữa mô típ nhàm chán này của GG hay không? Thực sự thì mình không biết, có lẽ chỉ có thể tập trung mạnh mẽ vào mục tiêu chú thuật hoặc cố gắng giảm bớt lượng yếu tố giải trí mà GG Akutami cố gắng nhồi nhét vào Sukuna mà thôi. Phải nói rằng, về tương lai Jujutsu Kaisen thì mình vẫn có phần hào hứng, sự tò mò là một động lực hấp dẫn đối với khán giả Jujutsu Kaisen nói chung. Và thường thì mọi người thích cái cảm giác bí ẩn, thích đoán mò, thích cố gắng suy nghĩ xem câu chuyện sẽ đi tới đâu. Và như những gì được tiết lộ, dần dần xuất hiện, việc xây dựng giả thuyết dựa trên điều chưa biết, tất cả những điều bí ẩn, vĩ đại, bao quanh tương lai câu chuyện thực sự rất thú vị đối với những ai đã biết đến nhân vật trong Jujutsu Kaisen. Vì vậy với Jujutsu Kaisen, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, ngay cả khi chúng ta đang ở giai đoạn cuối của câu chuyện. Mình tò mò xem nó sẽ đi tới đâu, chẳng hạn như mình muốn xem vấn đề của Yuji là gì, cách họ xử lý Sukuna ra sao, và thậm chí còn muốn xem lại những thứ liên quan đến Kenchaku nữa. Giống như chúng ta đang tách ra thành những thứ rất lớn, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên có một vài điều khiến mình thất vọng. Chúng ta nhận được động cơ này từ GG trong quá lâu, chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa. Sukuna luôn có yếu tố giải trí đằng sau, bởi vì hắn ta chiến đấu với tất cả mọi người, giống như mọi người cứ liên tục thách đấu Nguyên Vương, và hắn sẽ giống như một thế lực không thể ngăn cản, một bức tường quá cao để leo lên. Vì vậy mà bất kỳ ai bước lên cũng cần phải có những thứ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, hoặc nếu đã từng thấy thì biến thể của nó phải rất mới mẻ, giống như lãnh địa của Higuruma, và mới đây nhất là sự bí ẩn từ sức mạnh của Miguel nữa. Nhưng liệu anh Miguel có đi theo lối mòn? Hãy để lại comment phía dưới của các bạn cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.